các bạn thấy chị có thay đổi gì không? Không. Chị có thay đổi gì đâu. Không thay đổi gì luôn á. Mấy cái cách treo đồ mà cao cao đồ á là mình sợ. Nhưng mà nhiều khi nói đi cũng phải nói lại. Các bạn làm mà mình áp lực quá đi. Trời ơi chị ơi, khi nào có tâm 10? Trời ơi chị ơi, khi nào có phim mới nữa? Trời ơi chị ơi, chị làm cái này được không? Thì đôi khi mà mình cũng bị stress luôn á các bạn. Tâm sẽ không bao giờ chơi những cái trò chơi nguy hiểm, cầu lượng hay là nâng cao lên độ cao, hay là đi đi mấy cái cáp treo, mấy cái cáp treo đồ mà cao cao đồ á là mình sợ. Giống như là mình bị sợ vậy thôi. Nhưng mà vào công việc bình thường thì không sợ. Có một cái điều gì mà gắn bó theo chị mãi 20 năm không thay đổi không ạ? Xe đạp kìa. Chị có thay đổi gì đâu. Không thay đổi gì luôn á. Thật sự là Tâm là giống như là người ít thay đổi. Đổi chiếc xe, xe đạp mà giữ hai mấy năm là biết sao rồi. Đâu có gì thay đổi đâu. Các bạn thấy chị có thay đổi gì không? Chưa. Vậy mà đi hỏi câu đó làm gì? Không biết nữa. Vậy đã hỏi chưa? Rồi là hỏi dữ chưa? Thường á là mình phải xong một dự án phải nghỉ ngơi một tí chứ đúng không? Mình nhiều khi kỳ lắm nha. Bữa Tâm cũng nói là sau cái tri âm Hà Nội là mình phải được nghỉ ngơi đồ này kia đúng không? Mà cuối cùng là tự nhiên thành ra tri âm từ movie xong cái tự nhiên cái bắt đầu lại làm tiếp. Thật ra đối với Tâm thì những cái dự án nó đến với mình á, Tâm không có sắp xếp được. Chỉ là mình mong muốn là mình sẽ làm như vậy thôi, nhưng mà không có nghĩa rằng là mình mong muốn là mình sẽ làm được liền. Hoặc có những cái thứ mình không nghĩ tới thì nó lại đến. Hoặc là có những thứ mà mình nghĩ tới hoài nhưng mà nó vẫn chưa bao giờ đến với mình. Thì Tâm nghĩ đó là phải phụ thuộc vào cái cảm xúc và cái thời điểm. Thì khi mà nó đến đúng lúc nào đó thì Tâm sẽ làm thôi. Nhưng mà nhiều khi nói đi cũng phải nói lại. Các bạn làm mà mình áp lực quá đi. Trời ơi chị ơi, khi nào có Tâm 10? Trời ơi chị ơi, khi nào có phim mới nữa? Trời ơi chị ơi, chị làm cái này được không? Thì đôi khi mà mình cũng bị stress luôn á các bạn. Giống như là mình nghĩ trời ơi, tụi em không cho chị nghĩ luôn hay gì. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà các bạn không làm vậy thì Tâm hồn chơi miết luôn á. Mà chơi hoài luôn á, giống gì đó. Nhưng mà phải có những cái đó xong rồi tự nhiên cái mình cũng thôi thúc. Mình thôi thúc trong đầu, trong tâm của mình nhiều á, thì đôi khi cái chuyện nó cũng sẽ đến. Dạ. Cái tính của Tâm thì thường là ít khi nói về những cái gì mà mình đang làm, mà thường là để khán giả cảm nhận và có những cái điều gì còn trăn trở. Yeah. Thì mình sẽ chia sẻ với điều đó. Yeah. Tâm xin được kính chúc đến tất cả quý khán thính giả thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và xin cảm ơn ở Bao Nhiêu của Giang đã cho Tâm có một buổi trò chuyện hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.